Đợi chạy. Ê, dừng lại, chú ơi. Ủa, vụ gì anh? Ai nói nghe. Vợ chảnh có ông An đứng chảnh á. Mà xe anh á, thì anh không có cái kiến. Vợ chạy thì nó phạt anh chết luôn á. Nghe không? Mày coi bán anh kiến ngoài đi. Mà sao được mà bán xe và kiến đây em coi. Trời ơi, mày chắc con nít đó không sao đâu. Lần mang ở trên đó đó hả? Ừ. Mày bán anh kiến rồi đi. Vậy bán kiến anh. Bán kiến. Ngoan sao? Tao cho mày 10.000 nè. À, cho 10.000 là có tiền kẹo là bán là lấy kiến đúng không? Ừ, gỡ kiến ngay cho anh đi. Yeah. Anh lớn rồi, mặt anh già chứ nó phạt anh á. Còn mày chắc không sao đâu. Chỉ là anh nít đó chứ không phạt đâu ha. Ừ. Rồi, okay. Rồi nè, cho anh nè. Anh cảm ơn nha, định gắn xe anh chạy. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Ừ, coi chạy nha. Ừ, cảm ơn, cảm ơn nhiều nha em chạy. Gì lại? Vụ gì anh? Kiến ở đâu? Dạ, xe không có kiến. 300. Cái gì 300, anh kia nói nít đâu bắt. 2 triệu xuống xe. Cái gì vậy? Xuống xe. Kiện má lấy xe đi. Có kia đâu gì nha. Đó là đồng hồng mày, mà nó thích nhỏ kia. Sao không thích nhỏ kia là sao? Một cái vợ mà. Thì đó không hết, mà tối nay mày vô ngủ với tao đi. Gì à? Cho 10.000 bánh. Không. Ủa là ngủ vợ mày cho mày mà. Hả? Ừ, ngủ rồi, nằm rồi chơi mà. Nằm chơi đúng không? Ừ. 10.000 sáng như vậy. Tối qua liền cho mày, tối qua nha. Vậy qua liền nha, giờ đi rồi đúng không? Được luôn rồi, chứ thủ nha. Đi nha. Tập tốt nha. Ừ. Ủa bà, giờ Nhật đâu bà? Ừ, giờ Nhật đâu? Là bà nha con. Người bà đó hả? Trời ơi. Con dạ. Ấy khờ ngủ bụng đảo bụng ơi. Đảo bụng. Dạ. Trời ơi, làm gì nữa. Ừ. Ừ, kia nó thủ ơi. Hả? Kia nó mụn rồi nè. Thủ cái gì vậy? Thủ cái nè. Thủ ăn nè. Ai đảng nè. Rồi. Đảo lên. Đảo lên. Đảo bị gì vậy? Đảo bụng lên ơi. Ừ, đúng rồi. Thấy đối tượng cầm điện thoại không? Ừ, thấy rồi. Muốn kiếm tiền tới không? Thầy muốn. Bây giờ đây, tao điểm 1, 2, 3 là tao đẳng, tao đánh là hướng, mày dừng thoại. Ok, ok. Ok nha. Rồi. 1, 2. Cái gì vậy trời? Hả? Sao chạy? Chú bà đâu? Chú bà? Trời ơi. Bây giờ nè, mày đẳng đánh thành hướng đi. Tao dừng nha. Rồi, khỏi điểm luôn, khỏi điểm luôn. Chạy đi. Chạy. Không có gì. Thằng ngu này, kêu đánh thằng hướng kêu chi vậy? Kêu đạo. Bây giờ nè, chạy ra dừng luôn nha. Chạy vô hả? Dừng luôn, khỏi kêu. Chào. Đi vô lấy nón đi, mẹ chở mày đi mua đồ Tết nè. Lại lên. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi, con đợi con này cũng chạy lâu lắm rồi đó. Đi đi đi. Sao không vô? Nhìn mặt buồn hiu à? Mẹ nói chở con đi mua đồ Tết mà. Thì đồ Tết nè. Con đâu có áo nào đâu. Áo gì? Phải chi tao mua đồ mặc cho mày hay gì? Áo. Thôi vô lẹ đi, tối rồi nè. Ai út mà. Đâu hả? Nè, tới rồi, tới rồi. Ừ? Anh đi chổng bên mày xíu. Mày đứng bên này mày canh giùm anh nha. Ờ. Quay hỏi đừng nói anh vô chổng bên bàn nha. Rồi. Dù có công an á, mày sủa 3 tiếng là anh biết hả? Ôi, sủa 3 tiếng hả? Ừ, chổng tao nghe. Không, không, không. Ừ. Ờ. Rồi, ngăn cạnh nha. Yên chăng. Cô bánh nào? Bánh 3. 4. Sau này sẽ đánh bánh mời. Bỏ. Tôi mời. Đội heo. Tôi heo. Đấy, 3. Ôi, hả? Đứng lên vậy? Dạ, đứng đây chơi anh ơi. Chổng có... Ờ, chổng có tiếng gền, có gì đâu mà. Ờ, chổng có... Không có, chổng muốn tôi bánh bài. Tiếng gền gì đó? Cũng không bánh bài lộn. Vậy là có gì không? Dạ, không có gì cho em đứng đây coi. Tiếng gền thì xì giá nào? Dạ, thì đứng lên này, đâu có xì giá đâu. Không có, không có gì thôi. Không gì thôi, em đi. Không gì thôi. Có gì đâu mà. Ê, đánh. Chổng nè. Tới rồi, đúng không? Quay vậy.